Kính chào quý vị và các bạn. Phương Ly rất hân hạnh khi được đồng hành cùng với quý vị để cập nhật những thông tin trong nước nổi bật trên kênh YouTube Báo Sài Gòn Giải Phóng. Sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Mới đây, vụ thảm án xảy ra ở Cà Mau khiến 3 người trong một gia đình thiệt mạng đã gây xôn xao dư luận cả nước bởi tính man sợ, độc ác của nghi phạm khi còn rất trẻ. Cụ thể, vào tối mùng 4 tháng 12, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Cà Mau cho biết đơn vị đã xác minh điều tra vụ thảm án khiến 3 người trong gia đình tử vong tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước. Thông tin ban đầu cho biết, vào khoảng 13:30 cùng ngày, người thân của ông Phan Văn Sự, sinh năm 1954, ngụ tại ấp Láng Cùng, xã Thạnh Phú, huyện Cái Nước, về thăm nhưng nhà khóa cửa và phát hiện có mùi phát ra từ trong nhà. Linh tính có chuyện chẳng lành nên người này đã báo với hàng xóm và chính quyền địa phương. Ngay sau đó, chính quyền địa phương và hàng xóm phối hợp phá cửa vào nhà kiểm tra thì phát hiện ông Sự nằm bất động, ngừng thở trong phòng ngủ. Chị Phan Liên Khương, sinh năm 1985, con gái ông Sự, cũng nằm bất động ở phòng ngủ của mình. Còn bà Trần Thị Gọn, sinh năm 1955, và ông Sự nằm dưới vuông nuôi tôm cách nhà khoảng 50m. Tiếp nhận thông tin, Công an xã Thạnh Phú nhanh chóng đến và phong tỏa hiện trường. Sau đó, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Cà Mau và các đơn vị có liên quan đến khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để điều tra làm rõ nguyên nhân tử vong của gia đình ông Sự. Theo thông tin ban đầu, chị Phan Liên Khương trước khi tử vong mang song thai nữ khoảng một tuần nữa là sinh. Đến tối cùng ngày, một nguồn tin cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã bắt nghi phạm là Bùi Vũ Khoa, sinh năm 2000, ngụ xã Tân Phong, thị xã Giá Rai, tỉnh Bạc Liêu. Khoa bị bắt lúc 17:15 cùng ngày tại ấp Cây Trâm, xã Bình Định, thành phố Cà Mau. Khoa và chị Phan Liên Khương trước đó sống với nhau như vợ chồng. Tại cơ quan công an, bước đầu Khoa khai nhận do sống cùng nhà với vợ nên giữa hai bên nảy sinh nhiều mâu thuẫn. Đỉnh điểm mâu thuẫn, vào tuần trước, Khoa đã tấn công mẹ vợ và vợ tử vong, sau đó dùng hung khí tấn công cha vợ. Khoa còn khai nhận sau khi sát hại cả nhà vợ đã lấy trộm tiền của cha vợ rồi bỏ trốn khỏi hiện trường. Đã lấy bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an tỉnh Cà Mau đã bắt được Khoa khi y đang lẩn trốn tại xã Định Bình, thành phố Cà Mau vào chiều tối ngày 4 tháng 12. Một vụ án mạng khác vừa xảy ra cách đây không lâu cũng đã khiến dư luận không khỏi bàng hoàng. Vào ngày 29 tháng 11, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Đặng Văn Thành, 58 tuổi, ngụ ấp Tua 2, xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành để làm rõ hành vi giết người. Trước đó, lúc 10:23 cùng ngày, Trung tâm Cảnh sát 113 tiếp nhận tin báo có vụ án giết người xảy ra ở khu vực công viên cây xanh trên đường 30 tháng 4, khu phố 3, phường 2, thành phố Tây Ninh, đã nhanh chóng đến hiện trường, phối hợp cùng công an địa phương và người dân bắt giữ đối tượng Thành. Lúc này, nghi can còn đang cầm hung khí gây án. Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận hành nghề xe ôm. Trước thời điểm xảy ra án mạng, có 6 người chạy xe công nghệ đến giành khách, trong đó có LHT, 30 tuổi, ngụ xã Hảo Đức, huyện Châu Thành, chạy đến hành hung Thành do xảy ra mâu thuẫn. Bực tức, Thành chạy xe về nhà và đón xe buýt trở lại công viên tìm LHT. Khi gặp đối tượng, Thành dùng thanh sắt mang theo tấn công vào người anh T, khiến nạn nhân bị thương nặng, được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Trước đó, vào ngày 30 tháng 10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đã tạm giữ ông Trình Văn Huấn, 47 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, cùng hai người con của ông này để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, vào tối ngày 29 tháng 10, ông Nguyễn Văn Sinh, 57 tuổi, ngụ xã Bắc Sơn, cãi nhau với một nam thanh niên gần cửa nhà ông Huấn, nên ông Huấn ra can ngăn thì nam thanh niên trên lái xe đi. Ông Sinh yêu cầu ông Huấn đưa nam thanh niên kia ra gặp mặt nói chuyện, nhưng ông Huấn không biết là ai. Hiệp là con ông Huấn ra đôi co với ông Sinh và đẩy ông này về. Tối cùng ngày, ông Sinh cùng với ba người khác là Lê Văn Ý, Nguyễn Văn Dinh, con trai ông Sinh và Hoàng Văn Tuấn mang theo hung khí đến nhà ông Huấn giải quyết mâu thuẫn. Khi gặp hai con ông Huấn, ông Sinh, Ý, Rin cầm hung khí và Tuấn xông vào tấn công. Phản ứng lại, Hoàn, con ông Huấn, dùng hung khí đâm Lê Văn Ý tử vong. Ông Sinh, Rin và Tuấn bị thương. Ông Huấn còn dùng gậy tấn công ông Sinh và nạn nhân được đưa đi cấp cứu. Sau sự việc, ba cha con ông Huấn đã tới công an đầu thú. Thời gian gần đây, nhiều vụ án giết người man sợ khiến xã hội bàng hoàng. Cụ thể như vụ án Nguyễn Thế Điểm, thành phố Hải Phòng, dùng hung khí tấn công 3 người, sau đó dùng xăng đốt, làm 3 người tử vong. Vụ án Lê Nguyễn Minh Tuấn, tỉnh Nam Định, dùng súng bắn 2 người. Vụ án Trần Văn Nam, tỉnh An Giang,
do mâu thuẫn tình cảm đã dùng xăng đốt nhà bạn gái, làm hai người thiệt mạng. Vụ án Bùi Văn Phiên, tỉnh Hòa Bình, dùng hung khí tấn công gia đình vợ, làm 4 người thương vong. Tại thành phố Hà Nội, vụ án phân xác rồi phi tang xuống sông Hồng của đối tượng Tạ Duy Khanh, sinh năm 1985, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, huyện Gia Lâm, Hà Nội, diễn ra gần đây khiến dư luận bàng hoàng và căm phẫn bởi hành vi mất nhân tính của Khanh. Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội thông tin, chỉ vì món nợ 50 triệu đồng mà Tạ Duy Khanh đã tước đoạt mạng sống của nữ sinh Hồ Yến Nhi. Nguyên nhân sâu xa của vụ án trên, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục làm rõ. Tội ác của đối tượng sẽ có pháp luật trừng trị, nhưng hành vi mất tính người của Khanh thì không ai tha thứ. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng văn phòng luật sư Nguyễn Anh, đoàn luật sư thành phố Hà Nội cho rằng, hành vi phạm tội của các đối tượng trong nhiều vụ án giết người vừa qua là rất manh động, hung hãn, man dợ, xuất phát chỉ từ những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống. Qua các vụ trọng án trên, đặt ra cho các cơ quan tố tụng cũng như người dân cần có giải pháp để phòng ngừa loại tội phạm này. Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các vụ án mạng có tính chất manh động, tàn nhẫn. Luật sư Nguyễn Anh Thơm phân tích, hầu hết các vụ giết người có liên quan tới vật chất. Khi có mâu thuẫn xảy ra liên quan đến lợi ích vật chất nhưng không được giải quyết, các bên có thể bất chấp pháp luật, sử dụng vũ lực để thỏa mãn sự bực tức, hận thù cá nhân. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn, Phó Viện trưởng Viện An ninh Phi Truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội cho rằng, mâu thuẫn, xung đột trong cuộc sống vẫn thường xảy ra, nhất là hạn chế kiến thức về pháp luật thì khó điều chỉnh được hành vi, dễ gây ra tội ác. Những người gây án thường có nền tảng giáo dục hạn chế. Phần đông không được giáo dục về lòng yêu thương, tính nhân văn, sự độ lượng, thường sống theo bản năng và làm mọi việc theo ý thích của bản thân. Phó giáo sư tiến sĩ Đỗ Cảnh Thìn cũng nhìn nhận, áp lực cuộc sống hiện nay tác động vào xã hội, sức ép về việc làm, về mưu sinh, tranh chấp tiền bạc cũng chi phối giá trị sống của một bộ phận người dân, dẫn đến lối sống thực dụng, ích kỷ, vô cảm và sinh ra tội phạm. Những xung đột tích tụ dồn nén lâu ngày, khi có điều kiện rất dễ dẫn đến những hành vi nguy hiểm. Theo Thượng tá tiến sĩ Đào Trung Hiếu, chuyên gia tội phạm học, mẫu số chung của các vụ án tội phạm nói chung và án mạng nói riêng là do sự xuống cấp của đạo đức xã hội. Đây được xem là thủ phạm giấu mặt, từ việc sống ích kỷ vì lợi ích cá nhân, chạy theo vật chất, chạy theo danh lợi, vô cảm. Trong bối cảnh như vậy, gặp tình huống bất lợi, con người sẵn sàng xù lông để làm mọi việc, miễn đạt được mục đích về vật chất, kể cả bất chấp pháp luật và dù người đó có học thức cao trong xã hội. Lý giải thêm tâm lý tội phạm trước khi thực hiện hành vi, tiến sĩ Đào Trung Hiếu cho hay, người phạm tội hoàn toàn biết việc mình làm, sẵn sàng bước qua chuẩn mực đạo đức xã hội, đạo đức pháp luật để đạt được mục đích của mình. Những vụ án xảy ra không phải do nhận thức của đối tượng bị hạn chế, mà ngược lại hiểu rất rõ, nhưng vẫn làm bởi vì tâm tham của họ lớn vượt qua mọi rào cản. Tất cả các đối tượng khi gây án đều có tâm lý sợ bị phát hiện, bị bắt giữ, nhưng vẫn làm vì họ hy vọng có thể trốn tránh và che giấu để thoát tội. Tiến sĩ Đào Trung Hiếu nêu ý kiến. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Quý vị và các bạn đừng quên theo dõi kênh YouTube của Báo Sài Gòn Giải Phóng để cập nhật thêm những thông tin hữu ích khác. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng với chúng tôi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.